Kính xin ơn với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thoại. Lạy Thiên Chúa toàn năng và hằng có đời đời, là Cha và Con và Thánh Thần, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho Hội Thánh gương chứng tá anh dũng của Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thoại. Kinh nghiệm khổ đau trong ngục tù được Ngài sống liên kết với Chúa Kitô chịu đóng đinh dưới bóng che chở hiền mẫu của Mẹ Maria đã rèn luyện Ngài nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới về sự hiệp nhất và tha thứ, cũng như về công lý và hòa bình. Con người dễ thương mến, cùng với sứ vụ mục tử giám mục của Ngài, tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, nhiệt tâm của niềm hy vọng và sức nồng ấm của đức ái. Giờ đây, nhờ lời bầu cử của Ngài và theo thánh ý Chúa, xin Chúa ban cho con được ơn đang khẩn cầu. Xin dâng lên ý cầu nguyện. Với niềm hy vọng thấy Ngài sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen. Thank you.
văn thuần, cầu cho thêm nhiều đức thừa sai, ra đi loan truyền lời hằng sống, hân hoan vui mừng vì Chúa đã phục sinh. Xin tạ ơn Chúa một tình yêu, thương ban cho dân biển một ân phúc. Tạ ơn Chúa một tình yêu, thương ban cho chúng con được chứng nhận trên nhân hy vọng. Nguyện đức hồng y nguyện văn thuận, cầu cho dân lành sống lầm than, gian nan cơ cực vì danh Chúa, xin ban ơn kiên trì để thắp sáng niềm tin. Xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa một tình yêu, ban cho dân biển một ân phúc. Chúa, tạ ơn Chúa một tình yêu, thương ban cho chúng con đôi chân.